này là gì anh? À, cái này nấm linh chi anh, uống nó hỗ trợ cho chị mất ngủ. Mất ngủ à? À, mất ngủ. Gì vậy, uống ngủ ngon không? Ngủ ngon chứ. Luôn cái này quá cũng ngon rồi mất. Cái này sao? Sao nó suy sướng vậy? À, cái này là đông trùng hạ thảo, à, loại túi nhỏ em. Cái túi nhỏ này 2g để tao uống cho dễ uống á. À, như là chiếc ra cho nhỏ vậy sử dụng hả? Đúng em, cho này vậy uống em ơi. À, chứ này đồ hàng tặng nổi gì chắc để tặng giao lưu nổi vậy không? Cũng tặng giao lưu, em thích thì tặng em đó. À, tặng hả? Tặng em á. Bởi vì cái này với này nó giống nhau vậy không? À, thì cái này nó lớn hơn chút em ạ. À, thì muốn mua thì cái này thì thôi, thì tặng luôn đó. Là, tôi tặng luôn cái này. Tặng luôn tay, nhưng mà cái này là tặng luôn cho mẹ uống. Rồi, tặng luôn hai cái. Rồi, ok. Ok, bản lực mà tặng. Ok, à, bản lực tặng. Ủa, trời ơi, cái hũ này đựng hũ này à? Đúng rồi. Còn hũ lớn này đựng gì? Trời, căng vậy. Hũ lớn này đựng cái chai rượu nè em ơi. Cái chai rượu. Để đựng chai rượu đi uống. À, cái này là... Uống này khỏe lắm. Cũng là rượu đông trùng hả? Đúng rồi, uống gì sinh lực tăng dữ. Ôi, có tặng luôn không? Tặng đó hả? Thôi cứ lỡ rồi. Bản lực mà tặng luôn á. Anh Lực có nói rồi, để bạn anh lại lên tặng. Được tặng luôn hả? À? Tặng. Chưa hết, tặng 3 món rồi. Chết rồi. Ủa, anh chị cái vụ này với cái vụ này có giống nhau không? À, miễn mình quay qua đây thì cái đồng phải của mình. Với cái bình kia kìa, cái bình kia. Đó, mình kia hả? Nó có giống nhau không? Không, bình nó của người ta, không phải của mình. Quay bình nó của người ta. Chỉ được chứ thôi. Vậy thôi. À, mà anh Lực mốt được dẫn bạn lại anh Lực à. Có, lâu qua thăm sâu lắm. Anh được dẫn lên quay chứ. Bậy rồi. Đừng dẫn bạn lại xuống cho anh Lực. Bậy rồi. Tới đây tôi không được. À, tới đây thôi. Cảm ơn nhiều nha. Miễn lại lần nữa nha. Rồi, ok. Cũng được rồi. Chưa anh mà. Lần sau dẫn bạn lại nói một lần thôi nha. Ráng một lần duy nhất. Thôi thông cảm, hôm nay tranh thủ không có Lực ở đây. Ghé sau lưng wow được gì wow. Thôi thông cảm anh Lực, định bùa 21 làm gì. 21 anh em gái tiếp. Dạ. Rồi. Cảm ơn Lực nha.